Món này lạ quắc à, em ăn thử cho nhà nghe. Bánh bao chiên chấm với là sữa tươi. Bánh bao chiên chấm với là sữa ông Thọ nha. Sữa ông Dịch. Thử đây nha. Sữa ông Dịch ăn thôi. Sữa rồi. Lạ lạ. Nữa mà coi thử. Thôi thôi đừng chấm vậy, không thích đâu, phải chấm sữa. Ăn thì nó ngon. Thôi, coi thử. Thì giống như bánh bao hưởng rồi, chiên nó giòn giòn ở vỏ ngoài luôn. Chấm vô nó ngọt ngọt hơn. Đặc biệt là có ốc heo. Ngon mà đúng không? Ốc heo thường hiếm lắm, chỗ nào không chỗ nào có đâu, hiếm lắm. Bữa nay là festival, cái gì nó cũng lên festival.